đến 40 tuổi. Như vậy là hiệu lệnh trọng tài đã cho các vận động viên của chúng ta xuất phát. Họ đã hầu như làm chủ tốc độ và làm chủ đường đua ở lứa tuổi lần này, 16 cho đến 40. Chúng ta đang thấy có sự tham gia của tay đua Huỳnh Mai Duy đến từ câu lạc bộ LVD International. Tiếng hơn nữa, chúng ta phải đặt cái vấn đề này về vấn đề chuyên môn, để chúng tôi làm sao có thể đáp ứng được hết mong muốn là nhiều cái người tham gia luyện tập trên xe đạp thường xuyên hơn. Thì đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ rằng có lẽ thời điểm này là thời điểm nó thể hiện cái sự mạnh mẽ của phong trào xe đạp Hồ Chí Minh. Vận động viên này đã được dưỡng sức ở trong tấp đông này và chờ đến những thời điểm chín mùi ở vòng thi đấu cuối cùng. Như vậy là trọng tài đã rung chuông báo hiệu, tức là các vận động viên chúng ta đang bước vào vòng thi đấu cuối cùng. 8 km nữa mà thôi, một tấp đông đang về. Đã có một vận động viên đã tách ra khỏi nhóm đông. Tuy nhiên khoảng cách này không lớn và không đủ tốc độ để loại bỏ cả tấp đông còn lại trong nhóm sau. Là người đã phát pháo tấn công vừa rồi đó là vận động viên Nguyễn Xuân Vinh của câu lạc bộ Bilotrim. Thoát ra đi, rất khó cho vận động viên nào để thoát ra đi khi mà đại phú Đức họ đã chủ động rồi và có những động thái. Thủ Đức đã giơ tay lên và báo hiệu cho đồng đội của mình phải vươn lên đỉnh đầu để tạo thành một mũi tên đưa về rút cho tay đua Trần Đình Duy. Chúng ta đã thấy thì một mũi tên đã được hiện ra, một màu áo xanh của đại phú Thủ Đức, đại phú quận 9 và đại phú quận 3. Vận động viên, các đội đua có thể tạo thành đội ngon nhất định cho các đối thủ của mình. Ngay sau khi quay đầu thì họ sẽ nhấn bàn đạp rất mạnh và buộc các đối thủ để vào một số loại bàn đạp tiếp theo. Đi động hơn, khiến cho họ đáng kể ở những điểm quay đầu như vậy. Bilotrim đã tham gia vào cuộc lôi kéo này và đang tạo ra một mũi song song tổ chức tấn công cùng với Lirut International. Và sau đó là ở phía sau chúng ta đã thấy thì Trần Ngọc Quang Duy cũng đã
đã vươn lên dẫn đầu. Nói là đây là thời điểm mà ekip của Đại Phú Thủ Đức họ phải chủ động hơn nữa và nạp lên tốc độ cao hơn. Đó là những động thái chen vào của đội đua Pilot Team và New Pilot. Và khi mà chúng ta đã liên tục nhắc đến hai đội đua Đại Phú và Sài Gòn Velo thì đương nhiên những đội đua khác cũng đang cho thấy được mục tiêu rất lớn của mình. Pilot Team, New Pilot và kể cả đội đua Le Brut International. Đúng là như vậy, ngoài việc thể lực tốt thì đòi hỏi các niềm phải có được kỹ thuật, yếu tố về sự chiến lắm. Và trong tấm đồng này khi mà tốc độ rất cao, các niềm chúng ta đang sắp về đích. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đã thấy thì Đại Phú Thủ Đức đang rất lợi thế khi nằm ở tấp đầu. Và họ đang có cơ hội để tăng tốc lên, một màu áo xanh đã vươn lên rồi. Và chúng ta đã thấy thì không có màu áo nào của Sài Gòn Velo. Như việc đã nói thì sau khi đòn cua thì đòi hỏi các viên phải đủ kỹ năng và có lợi thế khi nằm ở tấp đầu. Có tới 5 viên của Đại Phú Thủ Đức đang có mặt ở tấp đầu. Còn 5 mét nữa mà thôi. Và ở bên xa chúng ta đã thấy thì Huỳnh Mai Duy cũng đang rất miệt mài. Nhưng mà của Minh Đàn phải nói là rất mạnh mẽ. Và 3 viên của Đại Phú Thủ Đức đang có mặt ở tấp đầu. Có vẻ như là chiến thắng không ngoài ai khác, đó là Đại Phú Thủ Đức nữa rồi. Đang lao lao như những mũi tên. Và chúng ta đã thấy đó là ai? Trần Ngọc Hoàng Duy, Trần Đình Duy, Nguyễn Tân Phúc. Và thứ hạng về đầu ở lứa tuổi 16 đến 40 đều đã thuộc về đội Đại Phú. Chiến thắng tuyệt vời. Họ đã áp đảo từ vòng đua đầu tiên. Rất rõ ràng được họ thể hiện. Và bây giờ thì thành quả đã đến. 3 vị trí về đầu đều thuộc về team Đại Phú. Xin được chúc mừng. Vậy là kịch bản đã lặp lại vào năm 2023 khi mà ba ekip của Đại Phú Thủ Đức họ đã vững đầu tiên. Và bây giờ họ lại lặp lại những trang như vậy nữa rồi. Quá hay, quá mạnh. Đây là hình ảnh chúng ta sẽ lấy trở lại hình ảnh trong cảnh. Và ai được cán đích đầu tiên cùng cơ hội Đại Phú Thủ Đức. Đó là vận động viên của đèo 74 là Trần Hưng Phúc. Đây là của đèo 74 là Trần Hưng Phúc đã là người cán đích đầu tiên. Vâng, chúc mừng cho ekip của Đại Phú Thủ Đức. Họ đã thông tóm cả hai danh hiệu, 3 cá nhân và cũng như là đội vô địch trong đội.